sáng. Chuyện sao vậy? Trời ơi, sao chị bất cẩn vậy? Cửa nẻo để như vậy, ăn trộm nó nhìn vô nó lấy hết đồ thì sao? Nhà này còn gì nữa đâu cho mà lấy mà vô. Trời ơi, chị bất cẩn thiệt đó. Cửa nẻo mà chị mở trống trơn vậy, ăn trộm mà nó vô nó lấy là hết luôn đó.